Mimi ngồi lên con, Mimi cô cụ ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, Mi, ghế con đầu, Mimi.
Con xịt ra, con xịt ra. Rồi lại đây, Mimi lại đây. Cucu lại đây. Ăn đi con ăn đi. Cô bóc tay này này, này. Tay bóc tay này, này. Cô bóc tay này này. Bóc tay này này. Này. Để mẹ. Đây, con bóc tay này, con bóc đi, đúng rồi. Đúng rồi. Vận động chứ. Đó. Đấy là giữ tay này để cô không bóc tay này cho tay kia cho cô vận động. Quạt thế này để khỏi côn trùng này. Không hiểu sao mà nhiều côn trùng quá, cô nhỉ. Nó cứ bu vào người cô với mi. Trời ơi, ăn sang thế. Ăn kỹ tính thế. Coi này, vỏ không ăn đâu. Ăn mỗi bên trong ruột thôi. Trời ơi. Con trai kỹ tính nhé con trai. Ăn gì mà sành thế. Mà nhai cả. Phần ngon thôi, ăn phần ngon thôi, phần dở bỏ lại. Phải nhai hết chứ. Ôi nhặt hạt dưa ấy. Vỏ này siêu thật đấy chứ. Lấy được mình cái lòng thôi, ăn cái vỏ ngoài trừ lại. Mi thì còn ăn hết kìa. Tài thật. Bày cho mẹ ăn với nào. Cucu hãy mệnh danh là chú khỉ sang nhất thế giới. Lần đầu tiên mẹ thấy có người ăn ngô như thế này đấy.